Vâng, chào các bác, chào toàn thể nha. Hôm nay là ngày 30 tháng 3, em lên video số 34. Ở đây em có ít cần với. Các bác chốt cái nào liên hệ với em qua số điện thoại 0969 113 285. Có thể kết nối Zalo với em qua số điện thoại 0969 113 285. Giá em báo là chưa có phí ship. Ship mỗi đơn hàng 30.000 trên một đơn. Cũng rất mong anh em mà bấm vào nút đăng ký kênh và ủng hộ kênh của em. Sau đây em sẽ lên lần lượt từng mã. Đầu tiên mã 1 nhé các bác. Đây có cái để cho các bác làm cái buộc thẻo, cái để các bác đựng thẻo này. Đựng thẻo câu đài ấy. Đây. Nó dài 1 mét các bác nhé. Đấy, nó dài tổng thể 1 mét này. Cái này thì các bác móc lưỡi vào đây. Cái này thì nó bị gãy mất một cái thôi nhé. Này nó bị gãy mất một cái nãy cao su. Còn đây là cái mút này, mút là để các bác móc lưỡi vào đây này. Một là móc lưỡi vào đây hoặc là móc một cái này để cuốn cái dây, vòng cái dây vào đây. Và cái này là để kẹp thôi nhé. Để mình kẹp cái dây vào đây. Này nó bằng da các bác nhé, bằng da rất là đẹp luôn. Đây. Nó dài 1 mét để các bác vừa đo thẻo xong rồi mình buộc xong thì mình móc nó vào đây. Cái nào nó dài bao nhiêu thì khi cần sử dụng thì cứ thế nhấc ra thôi. Nó có từng số đo của nó nhé. Đấy, dài tổng thể 1 mét đấy, bằng da rất là đẹp. Cái này mã 1 thì bán 250 thôi nhé. Mã 1 thì bán cái này 250. Còn rất đẹp thôi nhé, không hề có chảy xước nữa. Đây. Không chảy xước gì. Nó bám tí bụi. Đây, mã 1 250.000. Đây, tiếp theo mã 2 đều có mấy cái phao thôi nhé, mấy cái phao, một cái ống đựng phao một chút. Phao đài, phao đơn đài. Có hai cái phao bầu to ấy. Đây. Có một cái trong cái ống này nữa. Đây, cái trong ống này thì ngọn to nhé. Cái trong ống thì ngọn to, các bác có thể lắp lắp cái đèn được vào đầu này. Có thể lắp cái đèn phát sáng ấy. Cái đèn mà cái bẻ cái dạ quang bẻ đây. Nhét cắm vào đấy. Toàn phao Nhật được ấy. Nó khá là dài luôn nhé. Này, em đo thử trong cái này. Em cái dài nhất nó bao nhiêu cm. Đây, cái to này là dài 50 luôn nhé. Đây, cái phao này dài 50 này. Riêng cái bầu nó đã dài 25 cm. Đấy. Cái đoạn bầu này dài 25 cm. Phao này như bằng gỗ ấy, bằng cái gì? Phao Nhật rất là đẹp. Cái này dài. Đây, cái này dài 44 thôi. Cái này dài 44 này, bầu to. Đây, cái bầu to nữa, cái bầu to này thì rất là dài luôn. Cái này dài 70 thôi. Đây, cái này dài 70. Đấy, còn mấy cái bầu nhỏ này. Với cái bầu nhỏ này có cái dài đến tận hơn 70. Hay dài à đâu 70, 70. Đây, nhưng mấy cái này là dài 70 này. Chung là trong này nó có tất cả 7 quả phao nhé, 2 này, 4 này, 6 này, 8 đấy, 8 quả phao. 8 quả phao này. Cả cái ống nữa.
cái mã này em bán 400 thôi nhé. Mã này em bán 400.000. Này mã 2 thôi nhé. Mã 2 400.000, 8 quả phao và cái ống đựng phao. Đây. Nhà 50.000 quả. Tiếp theo mình lên với các cây cán vợt. Cây này là cây Free Power 3m6 nhé. Hàng của Bro Marine. Gen 12 thôi nhé. Gen 12 dài 3m6. Nó khá là cứng luôn, mặc dù nó bé thôi nhé. Dù nó bé nhưng mà nó khá là cứng. Các câu ISO rất là hợp lý đấy. Cứng. Nó khá là cứng luôn nhé, không hề nhõng nhẽo, không hề mềm luôn. Này có câu ISO rất ngon. Còn mấy bác câu đơn đài. Tương đối là nhẹ. Này chắc dạng carbon pha sợi thủy tinh. Nhìn nó gân gân xoắn nổi gân. Cái này mã C1. C1 gốc 21 ngọn 14, nặng 290 g. Cái cây này có giá 260.000. 260.000. Tiếp theo mã C2 này có cây cần ISO khen nhỏ này, dài 3m. Độ cứng mờ của nhé, hàng của Bro Marine. Bro Marine. Ngoài hình thì nó có hơi xước chút. Đấy, khoen hãng, phát hãng thôi nhé. Đây, này là khoen xích hãng này. Đá này là đá xích. Xích mà xích hãng, không phải xích Fuji. Chất liệu carbon. Cây này nó tầm cái này độ cứng tầm độ cứng 3 thôi nhé. Tầm độ cứng 3 nhưng mà cái thân cần của nó bé. Đấy. Marine. Ngoài hình còn khá đẹp, chỗ này nó dính bẩn, dính bẩn cái này lấy móng tay cạo cạo đi. Đấy. Đấy. Này nó dính bẩn chứ không phải là bị chảy trước gì đâu. Đây này. Cái này mã C2 gốc 20 ngọn 1,7 ly, nặng 148 g. Cái này có giá 250.000. 250.000. Cái gốc nó còn đẹp nữa. Cái này đẹp. Tiếp theo đây có cây dây trong luôn. Cây cần dây trong dài 1m8. Đấy, có bác câu bè, câu thuyền. Ngoài hình nó còn khá là đẹp, còn túi luôn nhé, cái này còn túi luôn, còn túi zin luôn, nhưng mà nó mất dây luồn rồi coi nhé, nó còn túi nhưng mà nó mất dây luồn, đấy, cần đẹp coi nhé, không có chảy xước gì đâu. Cái này mã C3 gốc 24 ngọn 2 ly, nặng 112 nặng 122 g. Cái này có giá 400.000 thôi. 400.000. Tiếp theo mã AC4 ở đây có cây cần ISO khen nhỏ này. Cái này hàng của Siamat nhiều hyper đọt 1.5 dài 4m rưỡi, chất liệu carbon 1.5 4m rưỡi. Độ cứng của nó tầm 3h rưỡi thôi, 3h rưỡi đến 4h của phần tay. Các bác không thích câu ISO thì các bác có thể xả tay. Xả tay câu rô, câu chép sông, chép suối. Đây, ngoài hình đẹp quá nhé. Đây. Đây. Ngoài hình còn đẹp. Đây. Lóng gốc đẹp.
1.5, 4,5 m ISO khoen nhỏ ấy, khoen pad Fuji. Cây này mã C4, gốc 22, ngọn 1,4 ly, nặng 224 g. Cây này có giá 450 nghìn thôi. 450 nghìn. Tiếp theo đều có cây này của Suzumi. Cây này Suzumi cũng ISO khoen nhỏ các nhé. ISO khoen nhỏ. Cây này ngoại hình hơi cũ theo thời gian, hơi xấu, hơi xước. Hơi xấu, hơi xước. Cây này đọt 1.5, dài 5,3 m. Đây, này hơi sòn sơn đấy. Sơn sơn ở ngay chỗ cái đầu lóng, cho lắc lư đấy. Cây này thì cũ theo thời gian, chảy xước. Một cây này xước bán thành lý. Đây, chảy xước thôi. Nói chung là cây này chảy xước. Đọt 1.5, cây này nó cứng khoảng 3,5 h thôi. Cứng khoảng 3,5 h đến 4 h so với cần đơn. 4 h. Các bác có thể câu được ISO hoặc là hạ tay tùy. Gốc chảy cái nhám, chảy cái nhám tay cầm. Cây này mã C5, cốc 20, ngọn 1.7, nặng 3 à, nặng 245 g. Cây này em bán cho các bác 350 nghìn, thành lý, chảy xước 350 luôn. Mã C5. Tiếp theo mã C6, hôm đây có cây Daiwa ấy. Cây Daiwa Sia Baradai. Sia Baradai. Cây này độ cứng 3, dài 3,6 m. 3,6 m này, cây này sản xuất Thái Lan. Made in Thái Lan. Khoen Fuji, chân đen xứ xám ấy. Đấy, khoen đen xứ xám. Đấy, ISO khoen lớn luôn nhé, cái này ISO khoen lớn, cần đẹp này. Chỗ này hơi lấm tấm tí xíu, để lóng thứ hai nhé. Lấm tấm vài vết này, này. Đấy, rất là nhẹ, không đáng kể. Đấy, cứng 3, dài 3,6 m, made in Thái Lan, cần đẹp luôn nhé. Cái chỗ này nó bám bẩn thôi nhé, nó bám bẩn như kiểu nó dính keo cái gì, đấy, lau nó đi. Nhưng mà em lau thì nó chưa sạch, bám bẩn, chứ không phải là chảy xước rồi. Đúng 3, 3,6 m, ISO khoen lớn, Daiwa, made in Thái Lan. Cây này mã C6 nhé, gốc 25, ngọn 1,4 ly, nặng 238 g. Cây này có giá 700 nghìn. Giá 700 nghìn. Tiếp theo đây có cây ISO khoen nhỏ ấy. ISO khoen nhỏ, cây này Shimano, Shimano Holiday XT này. Holiday ISO XT đọt 1.5, dài 5,3 m. Cây này sản xuất ở Trung Quốc thôi nhé, made in China. Holiday sản xuất ở China. Cái này có định vị này. Có định vị ở hai cái lóng trên luôn nhé. Đấy. Hai cái lóng bên trên sát ngọn là nó có định vị. Đấy. Cần đẹp, không chảy xước thì luôn. Đấy. Đẹp luôn nhé. Cái này đẹp keng luôn. Made in China nhưng mà nó hàng hãng thôi. Cái này nó hàng Shimano. Này, khoen đẹp.
gốc đẹp quá, gốc đẹp. Cây này mã C7, gốc 21, ngọn 1.4 ly, nặng 207 g. Cây này có giá 620.000 với 620.000, rất là đẹp. Tiếp theo mã C8, đây có cây dây trong Daiwa, Daiwa Risadai Risari. Cây này độ cứng 2, dài 4,5 m, made in Thái Lan. Đài quà made in Thái Lan, dây trong, ISO dây trong. Cứng 2, dài 4,5 m. Chụp đây. Ngọn này, cái đầu bu này nó tháo được ra. Hỏng đầu bu có thể kiếm đầu bu thay. Ngoài hình nó còn tương đối thôi, có vài vết xước, vài vết xước nhẹ nhẹ. Đấy, cái lóng thứ hai từ gốc lên có vài vết xước răm răm nhẹ, vài vết xước nhẹ thôi. Để nói chung nó nhẹ, không cào phôi đâu. Đấy, xước ít. Đấy, độ cứng 2, dài 4,5 m, ISO dây trong. Đá chứ còn ok quá. Rồi, đá đi còn ok đầy đủ quá. Cây này mã C8, gốc 21, ngọn 3 ly 1, nặng 207 g. Cây này có giá 560.000, 560.000, còn tương đối là đẹp, có xước ít, xước rằm chút. Tiếp theo này có cây Matic, Matic gì ấy. Matic Turikichi Kun 390. Cái này dài 3,9 m, 3,9 m, khoen của nó khoen chạy, hầu hết là khoen chạy, khoen thẳng. Phát Fuji khoen hãng xứ xám. Cái 9. Cái này nó dạng giống cần ISO quá. Cái này nó giống như cần ISO khoen lớn thôi, chứ không phải là dạng súp đâu. Cái kiểu ISO khoen lớn, cái này độ cứng tầm 3. Độ cứng tầm số 3. 39. Đấy, ngoài hình như đẹp, ngoài hình như đẹp. Mà tác mà tiếp. Phát Fuji quen hãng. Quen thường. Quen không thể đóng Fuji. Cây này mã C9, gốc 20, ngọn 1,9 ly, nặng 225 g. Cây này có giá 360.000, 360.000, 225 g. Nhẹ cả 256 g. Nãy cần của gì 225 g. Ui, 256 g thôi. Cái này 256 g. Giá 360.000, mã C9. Tiếp theo mã C10, hôm nay có cây ISO khoen nhỏ. Cây này hàng của Nissin. Nissin Pro Esquire này, mút 2 chấm, dài 5,3 m, đọt 2 dài 5,3 m.
Ủa, hình như còn đẹp luôn. Lóng chỉnh đẹp. Chỗ này hơi sờn tí sơn. Lóng rất là bóng luôn. Cái này cứng khoảng 5H thôi. Cứng khoảng 5H so với cần tay. Cái này các bác hạ tay đánh chậm. Chỗ này hơi xước rằm. Cái này là do vận chuyển này. Để nó bó vào lô, để nó để lô, nó xếp vào lô cho nó chả bọc nhất gì cả. Nó quấn cái chống sốc cả bó vào thôi, nó bọc bìa cắt tông rồi nó gửi thôi. Nissin ngoài hình hơi xước răm một chút. Cái này các bác có thể hạ tay đánh chép trước, ok. Cái này mã C10 gốc 24 ngọn 1,5 ly nặng 223 gram. Cái này có giá 650, 650 Nissin lọt 2 5,3. Tiếp theo mã C11. C11 đây có cây Daiwa. Daiwa Santucci. Cây này cứng 2 dài 3,3 m, made in Korea có nhé, sản xuất tại Hàn Quốc. Sản xuất Hàn Quốc đẹp lắm cây này. Cây này lóng nhỡ có nhé. Cây này thu gọn hơn 60 chút. Daiwa Santucci. Đấy, ngoại hình đẹp. Không thấy có chảy xước gì đâu. Rất là đẹp luôn. Đẹp, nhẹ, nảy. Cây này. Cái này hạ mà về mà nếu mà các bác không thích cầu ISO, các bác hạ tay mà gầy giếc, gầy rô thì phải loài luôn. Nó rất là nảy luôn. Nảy, nảy cực kỳ luôn. Cứng hai. Cái này đọt nó tháp thôi nhé. Cái này là đọt Long Phúc. Đoạn bên trên này đặc. Nhưng mà cái này đẹp. Chả thấy có chảy trước rồi. Cây này mã C11 gốc 22 ngọn 1 ly nặng 127 gram. Cây này có giá 650.000 thôi. 650.000. Này mà hạ tay vào câu suối. Câu rô, câu giếc, câu mương nữa. 650. Tiếp theo mã C12. Đây có cây Olympic. Olympic cây. Cứng 80, dài 2,7 m. Made in Korea. Đây, sản xuất tại Hàn Quốc. Cứng 80 2,7 m. Tiếng là cây cứng 80 2,7 m hơi bị hiếm. Lại còn hàng của Olympic, hàng hãng. Thường thường loại 2,7 m nó chỉ làm khoảng độ cứng 20 30 cùng. Cái này nó dính như quá bẩn như hay là nó chắc là nó nhỏ tí keo ở chỗ chân khoen này cho đỡ tụt ra sao. Đi tí kẹo này. Đây, ngoại hình còn đẹp. Chỗ này thì hơi lăm răm một chút. Cái này không biết là nó bám bẩn hay là nó bị chảy ấy. Olympic cứng 80 27. Cái này các bác có thể công gâm luôn nhé. Cái này nếu mang đi lùa thì nó phải cứng cỡ hắt. Này nó hoặc tiện cầm thì mang đi lùa thì nó phải cứng độ cứng hắt. Cứng lắm, cứng 80 rồi. Thân cần nó bé thôi, thân cần nó bé tương đối là nhẹ. Nó chỉ nhẹ ngang với mấy cây cần lùa. Khoen đấy, ok thôi. Đấy, cứng 80. Cứng 80 mà 2,7 m hơi bị hiếm.
Olympic. Cái này nó hơi sần, cái lớp nhám thì gọi nhám thì chắc nó bị sần, nó nổi nó thành cái màu trắng trắng thì nó không chảy vào phôi luôn. Cái này nó không chảy vào phôi mà kiểu nó như kiểu nó bị cái kiểu gì ấy. Như kiểu nó bị bám cái gì vào hay là nó sần cái nhám nhám này nó trắng trắng này. Chứ không phải là nó chảy vào phôi luôn. Đấy, đẹp lắm, cây này cũng đẹp. Cây này mã C12, gốc 18, ngọn 2,3 ly, nặng 206 gram. Đấy, cây này có giá 500 nghìn với. Đấy, 500 nghìn. Cứng 80, 2,7 m. Tiếp theo đây có cây cần câu bè, cây này Hechi. Cây này cây hàng của Ryobi. Ryobi. Made in Korea, sản xuất Hàn Quốc. Cây này hai ngọn, một ngọn cứng 20, một ngọn cứng 30, dài 2,4 m, khoen Fuji Six. Cây này khoen Fuji Six. Bát Fuji. Này. Bát này Seagull luôn ấy. Đấy. Cái bát này Seagull đẹp. Đây. Hàng đã qua sử dụng, có chảy ở đuôi. Có chảy ở cái can gỗ này. Này về bác muốn đẹp thì lấy giấy ráp cọ cọ đi, xong rồi lấy cái sơn đen phun lại phát là đẹp này. Rồi cái bằng cái này nó bằng gỗ mà dễ xử lý không. Đấy, tổng thể cây cần đẹp thôi, chất liệu carbon. Đấy, quen quen Fuji Six, dài 2,4 m, hai ngọn. Cây này mã C13, gốc 22, ngọn cái ngọn to 1,6 ly, cái ngọn bé 1,2 ly. Đây em cần cả như này là 222 gram. Cần cả hai ngọn luôn. Đấy, cây này có giá 650 thôi. 650. Đấy, tiếp theo đây có cây cũng cần câu bè này. Cây này cây đa qua Viking. Đa qua Viking cứng 30, dài 21. Đấy. Bác nào mà có con máy Viking nữa rồi thì chơi con cần Viking này nữa là đủ bộ. Đấy, chất liệu carbon. Ngọn tháp này, nhưng mà cái ngọn này là nó loại Viking này, ngọn của nó bẹt thôi nhá, không tròn nhá. Đây. Ngọn nó bẹt. Mấy cây Viking này cây nào cũng thế thôi nhá. Đây, cái chiều bẹt của nó là 1 ly 8. Còn cái chiều bản to này của nó là 2,7 ly. Nó bẹt. Ngoại hình thì nó chảy bán gỗ, hơi cũ theo thời gian. Cây này mã C14, gốc 24, ngọn đấy cái ngọn em vừa đo, gốc 24, nặng 217 gram. Cây này có giá 400 nghìn thôi. Mã C14, cây Viking 400 nghìn, cứng 30, dài 2,1 m. Cái tiếp theo đây cũng cây Hechi này. Cây này là cây ghi Gen Ryu mũi thế. Cái chỗ này là cái biểu tượng tia sét. Chất liệu carbon. Cây này cứng 10, dài 2,4 m. Cứng 10, dài 2,4 m, khá là mềm ấy. Cái này có bác câu tôm được. Cứng 10 này có bác câu tôm được. Đây. Cứng 10, 2,4 m, ngoại hình cần đẹp quá nhé. Hơi sờn gốc chút xíu, gốc bán gỗ rồi. Bán gỗ, còn trên cần đẹp. Quen Pat Fuji. Quen này quen Fuji xứ xám ấy. Cây này mã C15, gốc 20, ngọn 1,1 ly, nặng 150 gram. Cây này có giá 500 nghìn. 500 nghìn. Đấy, cần đẹp. Tiếp theo đây có cây cần tay thôi. Cây cần tay này, cây này hàng của Nissin. Cây này Pro Aquare này. Cứng vừa cứng, dài 8,1 m. Nissin. Cái này các bác có thể đánh chép. Cái này thích hợp cho các bác cầu chép, cầu sông, cầu suối.
Dòng này nó sản xuất Japan luôn. Cứng cỡ tầm 5H. Ngoại hình nó có hơi xước chút. Cứng khoảng 5H thôi nhé. Ngoại hình còn tương đối khá là ok. Này các bác đánh chép hoặc là các bác câu sông câu suối thì ok luôn. Đấy. Cây này mã C16, gốc 25, ngọn 1,8 ly. À, ngọn 1,5 ly. Nặng 285 gram. Cây này có giá 1 triệu 250 nghìn với. 1 triệu 250 nghìn. Tiếp theo mã C17. C17 này có cây Shimano này, Finer Ceramic. H2.5 dài 9 mét. Này. Finer Ceramic. Ngọn xoay 360. Xoắn ích đến tận ngọn luôn đấy. Xoắn ích đến tận ngọn. Như cây này cái lóng hai của nó bị gãy một đoạn thôi nhé. Cái cây lóng hai nó gãy một cái đoạn như này này. Nó gãy một cái đoạn màu màu như này thôi. Đấy, nó có cái màu đúng là nó có cái màu đoạn màu nâu nâu như này. Đấy. Cái lóng hai nó gãy mất rồi. Nó thêm cái vòng inox chống nổ ở đây nhé. Hiện tại nó dài khoảng 8,9 m gì đấy. Cần đẹp thôi nhé. Nói chung là nó xoắn đẹp lắm. Cứng tầm 5H. Cho các bác câu cá sặc, câu sông, câu suối. Nảy lắm thôi nhé. Cứng khoảng 5H. Cây này nó rút rất là nảy luôn. Rút ra thẳng cần. Cây này rút ra thẳng cần cực kỳ luôn. Phôi thì đẹp, ngoại hình còn tương đối là đẹp. Đấy, nó bị lỗi ở cái lóng hai này có nhé, lóng hai này, này. Nó cuốn thêm chỉ vào để nó không tụt ra nhé, im lắm. Nó không bị lắc lư đâu nhé. Nó không hề bị nhão, không hề bị lắc lư khi mà mình kéo chặt lên. Cây này mã C17 thôi nhé. Gốc 25, ngọn 1,5 ly, nặng 200 nặng 312 gram. Cây này có giá 1 triệu 6 thôi nhé. 1 triệu 6. Tiếp theo mã C18, đây có cây Ryobi. Ryobi Wonder Carbon này. Juriter Auditor. Cứng dài 7,8 m, zoom 9 m. 7,8 m, zoom 9 m này, cây này made in Japan. Đấy, Ryobi made in Japan. Đấy, zoom 78 luôn, 9 m. Cây này đỏ to lắm các nhé. Cây này các bác đánh đen được luôn. Ngọn xoay 360. Ngoại hình nó còn khá là đẹp thôi. Vết xước rồi.
có vài vết xước, nhưng mà nó xước nhẹ thôi nhé, nó không cào sâu đi. Đấy, ngoài hình còn khá đẹp luôn, chúng ta thẳng lắm các bác nhé, cây này cực thẳng luôn đấy. Cây này nó cứng khoảng tầm 7 h, các bác có thể đánh đen được luôn. Đây đánh chép hoặc là đánh chép dịch vụ, đánh đen được, chép dịch vụ được. Rất là đầm tay. Đấy, zoom 2 chế độ 7m8, đấy, nhưng mà hồ nào nó cho câu thì chỉ đến 8m1 thôi, rồi thì các bác zoom ngắn lại. Nếu mà câu buổi tối thì nó không trông thì mình có thể zoom dài ra 9 mét câu cũng được. Lúc nào nó ra thì mình lại thụt lại 7m8. Cái này mã C18, gốc 29, ngọn 2,1 ly, nặng 470 g. Cái này có giá 2 triệu thôi. Cái rìu bì có giá 2 triệu. Tiếp theo này có cây Alpha Tucker này. Alpha Tucker 8m1, ghi ở đây là 8m2, 8 lóng, made in Korea. Alpha Tucker ngọn đầu chỉ này nó thay rồi thôi. Này nó thay đầu chỉ ngọn tháp. Ngoài hình còn khá là ok, khá đẹp luôn. Chỗ này bám bẩn thôi, bám bẩn. Có xước nhẹ. Cái này cứng khoảng 5 h thôi nhé, cứng khoảng 5 h. Đàn pha tắc cầu 8m1. Cái này xả hàng nha các bác. Này các bác câu cá sặc, câu chép luôn chứ. Này, chép. Cái gốc thì nó quấn như thế này. Đấy, nó vẫn còn để nguyên cái trục, cái dây trục của này. Để trục lưỡi này. Vẫn móc nguyên cái lưỡi này, vẫn còn dây trục luôn này. Cây này mã C19, gốc 25, ngọn 1,2 ly, nặng 320 g. Cái này 950 thôi, 950. Mã C19. Ở trên đây em có 19 mã cần nhé. Bác nào chốt cái nào liên hệ với em qua số điện thoại 0969113285. Em chào toàn thể các bác.